rất đỗi thân thương, rất dịu hiền. Ngài là Bồ Tát, đấng thiêng liêng, nghe đâu có khổ liền ứng cứu, che chở yêu thương khắp mọi miền. Bởi hạnh nguyện vô ngã, vị tha, Bồ Tát Quan Thế Âm là hiện thân của lòng từ bi, cứu khổ ban vui. Những ngày đầu xuân Giáp Thìn này, đến chùa Du Xuân vãn cảnh, thật dễ dàng để ta thấy được hình ảnh tôn tượng của Ngài từ trên cao nhìn xuống, trong làn sương khói quyện bay, tựa như người mẹ hiền lắng nghe lời nguyện cầu của các con. Hình ảnh ấy rất đỗi linh thiêng nhưng lại cực kỳ thân thuộc. Có lẽ rằng Quan Thế Âm Bồ Tát, mẹ hiền Quan Thế Âm cũng trở nên gần gũi, thân quen trong tâm thức mỗi người dân Việt Nam là như vậy đấy. Cứ mỗi dịp đầu năm, nhân dân Phật tử thập phương về chùa vãn cảnh chẳng bao giờ quên tới trước tôn tượng Ngài thắp nén hương, chắp tay thành kính. Những hình ảnh đó đã in dấu vào trong tâm trí của tôi và có lẽ cũng của rất nhiều người như một truyền thống riêng mang màu sắc linh thiêng mà cổ kính, một chút nhẹ nhàng, lắng đọng trong những ngày xuân. Mong cho năm mới, ai ai cũng được bình an, hạnh phúc, gia đình mạnh khỏe, con cháu thảo hiền và luôn giữ được sự thanh thản, an yên trong tâm mình.